chương trình ưu đãi khuyến mãi, cũng như là khi chúng ta bỏ cái mức tiền nó chỉ ngang với các chiếc xe 5 chỗ thôi, thì liệu là chiếc xe này có đáp ứng được nhu cầu của chúng ta hay không, cũng như là xin kính chào quý vị và bạn. Hôm nay mình muốn giới thiệu đến mọi người một sự lựa chọn có thể đáp ứng được cái yêu cầu của người Việt Nam, đó là ngon bỏ rẻ. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người chiếc xe Suzuki Ertiga Hybrid, chiếc xe 7 chỗ MPV. Tuy nhiên chúng ta lại có cái, hiện tại sau khi trừ chương trình khuyến mãi thì nó chỉ ngang ngửa các cái giá của các cái dòng xe 4-5 chỗ trên thị trường thôi. Và chúng ta lại được một cái chiếc xe tiện nghi hiện đại gần như bậc nhất phân khúc tại thị trường Việt Nam hiện tại. Thì đây là chiếc Ertiga Hybrid phiên bản số tự động, và trước mắt chúng ta sẽ là phiên bản màu xanh rêu, xanh kaki, màu rất đặc biệt. Gần như là chỉ có một số dòng xe là có phiên bản màu này thôi. Với phiên bản màu này thì cho chúng ta một cảm giác nó cứng cáp, khỏe khoắn và cũng như là dường như là không bị đụng hàng khi chúng ta ra đường, nổi bật với giữa đám đông, không bị lẫn với các cái chiếc xe màu khác trên thị trường. Thì về chi tiết, thông số kỹ thuật, ưu nhược điểm chiếc xe này mình cũng đã chia sẻ ở rất nhiều video trước rồi. Mọi người quan tâm có thể xem lại video đó. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ cho mọi người những cái chương trình ưu đãi khuyến mãi, cũng như là khi chúng ta bỏ cái mức tiền nó chỉ ngang với các chiếc xe 5 chỗ thôi, thì liệu là chiếc xe này có đáp ứng được nhu cầu của chúng ta hay không, cũng như là có các cái nhu cầu nào các quý vị khách hàng nào sẽ phù hợp với chiếc xe Ertiga Hybrid này. Chúng ta có thể thấy là phiên bản màu xanh kaki này có màu rất đặc biệt. Khi ở cái góc độ mà đủ sáng thì chúng ta sẽ thấy nó ánh màu xanh rêu. Tuy nhiên là khi chúng ta ở các cái điều kiện thiếu sáng thì chúng ta sẽ thấy nó ngả sang màu lâu. Nó sẽ thay đổi theo tùy theo cường độ ánh sáng cũng như góc nhìn của chúng ta sẽ có những cái phiên bản màu khác nhau. Chính vì vậy đây là một cái màu rất đặc biệt, kể cả các cái dòng xe khác trên thị trường cũng rất ít dòng xe có cái phiên bản màu này. Thì chiếc xe Ertiga Hybrid chúng ta sẽ là chiếc xe đầu tiên và duy nhất tại thị trường của Việt Nam hiện tại với chiếc xe 7 chỗ MPV được trang bị động cơ mild hybrid. Thì rất nhiều các quý vị và các bạn khi mua xe có đặt câu hỏi với mình là tại với chiếc xe 7 chỗ mà động cơ chỉ có 1.5 liệu nó có yếu không? Thì tất cả các chiếc xe khác trên thị trường như chiếc XL7 này, chiếc Mitsubishi Xpander, chiếc Toyota Veloz, rồi Honda BRV nó đều là động cơ xăng 1.5 lít cả. Và thực tế sử dụng thì với động cơ 1.5 đi xe 7 chỗ thì chắc chắn là nó sẽ không thể là mạnh mẽ được. Chúng ta chỉ là đủ dùng thôi. Một số pha tăng tốc bứt lên dốc thì nó sẽ hơi bị đuối, hụt hơi một chút. Tuy nhiên với chiếc Ertiga Hybrid này, nó sẽ có thêm động cơ điện và pin hỗ trợ, giúp chúng ta sẽ có một chiếc xe nó khỏe hơn hẳn so với cái chiếc xe 1.5 còn lại trong phân khúc. Hệ thống mild hybrid này mình đã chia sẻ rất nhiều các video trước rồi về nguyên lý hoạt động, ưu nhược điểm cũng như là chế độ bảo hành của nó. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ cho mọi người cái điểm hơn của chiếc xe này so với phần còn lại trong phân khúc, đó chính là nhờ cái hệ thống mild hybrid này thì chiếc xe này sẽ khỏe hơn hẳn, không bị mang tiếng là bị đuối cho các cái dòng xe 7 chỗ động cơ xăng 1.5 nữa. Nó sẽ mạnh mẽ nhất và đặc biệt nó sẽ cũng sẽ tiết kiệm xăng nhất, bởi vì hệ thống mild hybrid sẽ khi chúng ta dư công suất, như chúng ta dẫm phanh, chúng ta dùng sốc, thì sẽ công suất dư của động cơ sẽ được sinh ra điện và sạc pin. Và khi chúng ta cần nhiều công suất hơn như tăng tốc lên dốc thì sẽ dùng cái năng lượng trong pin đó để chúng ta chạy động cơ điện hỗ trợ thêm động cơ xăng, giúp chiếc xe nó khỏe hơn, bốc hơn và tiết kiệm xăng hơn. Và đặc biệt với chiếc xe này cũng trang bị được rất nhiều các công nghệ hiện đại, ví dụ như chìa khóa thông minh, có
đầy đủ hệ thống ga tự động cruise control này, chế độ chỉnh nhạc rảnh tay trên vô lăng, chế độ đèn auto, chế độ tự ngắt động cơ khi dùng đèn đỏ, vân vân. Màn hình cảm ứng 10 inch có tích hợp camera lùi, cảm biến lùi. Rất nhiều các cái tính năng trên chiếc xe Ertiga Hybrid này. Và hiện tại thì chiếc Ertiga Hybrid ở thị trường Việt Nam nó sẽ có, đây là chiếc phiên bản màu xanh rêu, xanh kaki, ngoài ra còn có màu trắng, màu đen, màu đỏ rượu vang, màu xám và màu bạc nữa. Thì như mình chia sẻ thì đây sẽ là màu gần như màu độc nhất của chiếc Ertiga Hybrid, chúng ta sẽ không bị lẫn với các cái dòng xe khác trên thị trường. Và giá bán của nó với phiên bản số tự động này sẽ là 608 triệu, chưa bao gồm đăng ký, đăng kiểm. Tuy nhiên thì hiện tại bên mình đang có chương trình ưu đãi khuyến mãi đặc cực kỳ hấp dẫn cho các cái dòng xe của Suzuki, đặc biệt là đối chiếc Ertiga Hybrid này, khiến giá bán của nó hiện tại chỉ có loanh quanh 500 triệu thôi. Chúng ta đã sở hữu một chiếc xe Ertiga Hybrid 7 chỗ, xe MPV 7 chỗ rộng rãi thoải mái mà giá tiền của chúng ta phải bỏ ra chỉ ngang một chiếc xe 5 chỗ thôi. Và đặc biệt thì cái chế độ bảo hành của Suzuki rất dài, chúng ta sẽ được bảo hành xe là 35 hoặc 100.000 km. Riêng động cơ và hộp số chúng ta sẽ bảo hành lên đến 5 năm hoặc 150.000 km. Kể cả hệ thống My Hybrid cũng được bảo hành rất dài như vậy, nên khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Và lợi thế của hệ thống My Hybrid trên Ertiga này sẽ giúp chúng ta hệ thống cũng rất đơn giản thôi. Nó chỉ gồm bao gồm động cơ điện ESG tích hợp với máy phát và pin lithium. Chính vì vậy mà khi chúng ta có thể dễ dàng bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa ở bất kỳ gara nào trên toàn quốc, chứ không phải là đến gara nào cũng làm được, bởi vì nó cũng tương tự như hệ thống máy phát bình thường thôi. Và ngoài ra thì kể cả trong trường hợp xấu nhất là khi chúng ta hết pin hay hỏng pin, hệ thống My Hybrid gặp trục trặc thì chiếc xe này sẽ chạy như một chiếc xe xăng thông thường, không có một vấn đề gì cả, nên chúng ta hoàn toàn yên tâm sử dụng. Hiện tại thì bên mình đang có rất nhiều ưu đãi khuyến mãi giảm giá cho các cái dòng xe của Suzuki, đặc biệt là chiếc Ertiga Hybrid này. Để biết thêm thông tin chi tiết về giá bán cũng như các chương trình khuyến mãi của chiếc xe này và các dòng xe khác của Suzuki, xin mời quý vị và các bạn hãy để mình qua số điện thoại trên và hãy like và subscribe để ủng hộ và làm theo các video tiếp theo. Xin cảm ơn. We'll be right back.